chính hãng ngày hôm nay tại VTV Hyundai với một sản phẩm cực kỳ đặc biệt đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chứng nhận quốc tế HACCP FDA, combo 16 túi rau củ cộng 6 túi nuôi gạo lứt chỉ 469.000 đồng sẽ tặng thêm một túi bún gạo V-Joy. Đây là bộ sản phẩm có lẽ lần đầu tiên các cô chú anh chị nhà mình sẽ thấy tại VTV Hyundai. Ăn sạch, sống xanh cùng V-Joy, 100% từ tự nhiên, combo 16 túi nuôi rau củ V-Joy cộng 6 túi nuôi gạo lứt V-Joy. Đặc biệt phù hợp với gia đình có mẹ bầu, trẻ nhỏ, người ăn kiêng, giảm cân, người ăn chay hoặc là ăn thực dưỡng. Đây là bộ sản phẩm sẽ rất là hợp lý để chúng ta có thể đầu tư trong khung giờ này. Ai cần ăn kiêng, ai cần giảm cân, ai có người nhà mình đang ăn chay hay là ăn thực dưỡng, chắc chắn không thể bỏ qua bộ sản phẩm này đâu nhé. 6 túi nuôi gạo lứt huyết rồng nhiều chất xơ và vitamin, 227g một túi. Gạo lứt huyết rồng 50%, bột gạo 30%, bột năng 20%, thoải mái ăn ngon, không lo mất đi dinh dưỡng tự nhiên. Với bộ sản phẩm này, 16 túi nuôi rau củ, cung cấp dưỡng chất từ các loại rau củ tươi, tự nhiên, 227g một túi. Trong đó, bột gạo 60%, bột năng 20%, rau củ tươi 20%. Rau củ thì sẽ gồm là bó xôi, hoa đậu biếc, gấc, lá cẩm, quả dành dành. Thỏa sức sáng tạo nhiều món ăn ngon cho cả gia đình. Nuôi rau bò, salad nuôi, nuôi hầm xương, nuôi chiên, ăn chay, ăn mặn đều có thể dùng được khi mà sở hữu thành công bộ sản phẩm trong khung giờ này. Duy nhất những phút phát sóng tại VTV Hyundai thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy món nuôi thì quá là quen thuộc rồi. Nhưng thông thường các loại nuôi mà chúng ta thường mua rất có thể sẽ là những loại nuôi một màu, một kiểu. Còn hôm nay thì với cái combo này, 16 túi nuôi rau củ cộng với cả 6 túi nuôi gạo lứt, chúng ta sẽ thấy mình được thưởng thức nuôi nhưng hoàn toàn từ rau củ tươi. Sẽ có những màu sắc rất là phong phú. Và đây là dạng nuôi bé. Khi mà chúng ta ăn thì đặc biệt là hợp với các bạn nhỏ này, thậm chí là kể cả những người lớn tuổi này. Và đã là nuôi thì mình thoải mái, mình có thể là ăn chiên, xào, nấu, ăn với nước leo, ăn đồ nước, đồ khô đều hợp lý luôn nha. Và với cái phần nuôi rau củ này thì ngày hôm nay chúng ta có thể thỏa sức chế biến thật là nhiều món ngon, thay đổi khẩu vị cho cả gia đình mình. Và đây là một trong những bộ sản phẩm mà có lẽ các cô chú anh chị sẽ rất là ít gặp tại VTV Hyundai. Đây là lần duy nhất hiếm hoi mà V-Joy phối hợp cùng VTV Hyundai để cho ra mắt bộ sản phẩm này. Và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên xuất hiện cho nên chúng ta được mua với số lượng rất là nhiều này và giá thành cũng rất là hợp lý. Một túi nuôi này thì sẽ rơi vào tầm khoảng 227g cho một túi. Trông thế thôi nhưng mà khi chúng ta luộc lên nha, nó nở ra rất là to và thậm chí là chúng ta ăn chỉ cần với một cái số lượng một nửa như thế này thôi mình đã thấy nó rất là no rồi đối với cả một khẩu phần ăn của người lớn. Còn với các bé thì combo ngày hôm nay chúng ta mà mua về thì có thể ăn được rất là lâu luôn, trong một khoảng thời gian dài luôn. Mỗi ngày một món mẹ làm cho con, nuôi như thế này mình còn có thể chiên sống được luôn nha. Có nghĩa là khi đang ở dạng cứng không cần luộc trước đâu hãy cho vào chiếc chảo sôi ra dầu như thế này để chúng ta có thể làm món nuôi chiên, ăn giòn giòn tan tan, lóc một chút phô mai vào nữa thì tuyệt vời luôn. Đây cũng là một trong những món ăn vặt mà có thể các bé, thậm chí kể cả người lớn luôn cũng sẽ rất là thích. Đây là những gợi ý của chương trình dành cho các cô chú anh chị nếu hôm nay chúng ta sở hữu được bộ sản phẩm này. Và đây là một lần mua mình sẽ có tới 16 túi nuôi rau củ cộng thêm 6 túi nuôi gạo lứt nữa. Có nghĩa là combo của chúng ta là rất nhiều cho một lần mua nha. Chỉ với hơn 400.000 đồng thôi, mình đã có cả một giải pháp ăn uống thay thế những cái món ăn bình thường hàng ngày mà rất có thể là với những người lớn tuổi trong nhà hoặc thậm chí là những đứa trẻ đi. Mình rất là muốn thay đổi khẩu vị mỗi ngày. Không phải ngày nào cũng ăn cơm đúng không ạ? Ăn cơm thì phải rất nhiều món, rất nhiều thức ăn. Lâu lâu mình cũng đổi thành nuôi. Nuôi cũng là một trong những món ăn vừa no, vừa ngon, vừa dễ chế biến và chế biến lại còn phong phú nữa. Ngày hôm nay với combo này chúng ta có tới 16 túi nuôi rau củ. Thì khi mà mình lấy ra cái phần nuôi rau củ nó sẽ rất là nhiều màu sắc khác nhau. Ví dụ màu xanh của hoa đậu biếc này, thậm chí là chúng ta sẽ thấy màu hồng hồng đỏ đỏ của gấc này, cam cam của gấc này, đó rồi có quả danh danh nữa này. Rồi cái màu nâu kia chính là ở 6 cái túi nuôi gạo lứt mà chúng ta sẽ có. Một túi là 227g. Trông thế thôi nhá, nhưng mà khi mà chúng ta luộc lên rồi á, cái nuôi nó nở lên thì khẩu phần ăn là có thể dành được cho từ 2 đến 4 người thoải mái luôn. Đấy là do những cái nguyên liệu mình kết hợp cùng nhau nữa. Ví dụ như là chúng ta luộc nuôi lên, sau đó chúng ta có thể chan nước lèo. Chúng ta luộc nuôi lên, chúng ta cũng có thể là chiên. Hoặc là chúng ta xào cùng với rau củ nấm. Thì á, cái chuyện luộc nuôi để ăn theo cái cách thông thường thì Hương nghĩ là ai cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay thì chương trình muốn gợi ý cho các cô chú anh chị
một cái món mà phải làm ngay từ đầu luôn. Bởi vì cái món này nhiều khi á, có những người biết, có những người chưa biết. Đó là gì ạ? Cái nui mà ở thể sống nha. Đây ạ, các cô chú anh chị có thể nhìn. Đây, nghe cái tiếng ạ, nó đang rất là cứng đúng không? Đây chính là những cái phần nui mà có trong 16 cái bịch nui rau củ của V-Joy đây. Rất là nhiều màu. Màu xanh này là của hoa đậu biếc nha. Vàng nghệ nha. Cam là gấc nha. Đó, tím của lá cẩm nha. Đó, chúng ta sẽ thấy hoàn toàn từ rau củ tự nhiên luôn. Cho nên rất là an toàn chứ không phải là những cái màu mà nó là từ màu thực phẩm mà chúng ta nhiều khi vẫn lo ngại đâu. Rồi, bây giờ thì chương trình sẽ gợi ý cho các cô chú anh chị, nhiều khi nó chỉ là một nắm nui nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được một món ăn cực kỳ là ngon. Chiên phồng lên rồi lắc phô mai như sau nha. Bắt đầu này, Hương thả vào này. Đấy, hoặc là mình có thể cho thêm một chút xíu đi. Rồi mọi người nhìn nhá, chuẩn bị nó phồng lên giòn ngon cực kỳ luôn. Và đây chính là một trong những cái thành phẩm mà Hương thấy rằng các bé nhỏ sẽ rất là thích luôn. Mình ăn theo cách này nó vừa giòn vừa ngon. Thậm chí các cô chú anh chị nhà mình còn có thể lắc với cả một chút phô mai nữa. Chỉ cần nó phồng lên như thế này thôi đã rất là đẹp rồi. Sau đấy là chúng ta đã có thể vớt nó ra nếu như mà nó đã chín phồng đều lên. Màu sắc màu nào nó vẫn ra màu đấy luôn đúng không ạ? Đấy, ăn thế này nó vừa giòn vừa ngon. Và chúng ta cũng có thể là gia giảm thêm gia vị này. Thậm chí là chúng ta cũng có thể là làm những cái món như là lắc phô mai cho các bé này. Đây, Hương sẽ để vào cái đĩa này nha. Đấy, nó giòn không ạ? Nó rất là giòn luôn. Thì đây là gợi ý của chương trình nha. Chúng ta có thể mang về và chiên luôn như thế này. Làm món ăn vặt, ăn gọi là nhâm nhi cho các con. Thay vì phải mua snack cho các con. Đấy, thì đây Hương làm gọi là ít ít xinh xinh như thế này thôi. Để gợi ý cho các cô chú anh chị nhà mình. Thế thì sau khi mà chúng ta có món này rồi thì mình có thể làm gì nữa ạ? Hương ạ, thì thường sẽ cho một ít phô mai vào nữa. Để có thể gọi là cho các con thêm cái gia giảm khẩu vị của mình. Ví dụ như là cho một ít phô mai rắc rắc lên hoặc là lắc lắc lên cũng được nha. Cực kỳ là ngon vì cái phô mai này, cái bột phô mai các cô chú anh chị nhà mình có thể mua ở rất nhiều nơi luôn. Và khi mua ở bên ngoài thì cái phô mai đã được tẩm vị rất là ngon rồi. Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta mua về á thì mình chỉ việc chiên lên. Rồi mình rắc lên cái phần nui đã được chiên. Đã có một cái món ăn vừa ngon vừa sạch cho các con nhà mình rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ thấy là nếu chỉ chiên không thôi thì món nui này có hấp dẫn không? Thực ra nó vẫn hấp dẫn, nhưng mà Hương thì Hương thấy là có nhiều nhà lại thích là sẽ ăn nui xào. Ví dụ như là khi nui về mình luộc lên rồi, sau đấy mình muốn xào với rau củ nấm chẳng hạn. Thì đây Hương cũng đã luộc sẵn một cái phần nui đây. Đấy, Hương đã luộc sẵn một cái phần nui như thế này nha. Đây là một trong những cái phần nui mà trong 16 cái túi nui rau củ của V-Joy. Đó, 16 bịch này thì nó sẽ có rất nhiều nui luôn. Hương luộc ở đây là một chút xíu thôi. Sau đấy thì mình sẽ bắt đầu tiến hành xào. Tại vì nui đã luộc rồi, mình sẽ cho cuối cùng nha các cô chú anh chị nha. Thì lúc đầu chúng ta có thể là cho các cái phần gia giảm, ví dụ phi hành cho thơm này. Sau đấy chúng ta xào nấm này. Đó, xào rau củ này. Rồi mình sẽ đổ nui vào cuối cùng. Đây cũng là một trong những cái món ăn mà người lớn cũng rất là thích. Hoặc là thậm chí là các cô chú nào mà chúng ta đang ăn chay, các anh chị nào chúng ta ăn thực dưỡng, mình hoàn toàn có thể ăn theo cách này cho Hương nha. Thì đây là hai món khô mà chương trình gợi ý ngày hôm nay. Hơn 400.000 đồng chúng ta đã mua được tới bao nhiêu ạ? 16 túi nui rau củ của V-Joy cộng với 6 túi nui gạo lứt nha. Rất là ngon, rất là dễ chế biến. Sau khi mà chúng ta đã xào chín rau, nấm thì mình bắt đầu cho tất cả những cái phần nui mà chúng ta đã luộc trước đó rồi để chúng ta có thể là xào lẫn với rau nha. Đây Hương lấy ví dụ là khẩu phần ăn của Hương thì Hương chỉ cần ăn từng này nui thôi là được rồi này. Đó, cuối cùng mình sẽ đổ chút sốt vào. Có một món ăn cực kỳ là thơm ngon luôn. Và đây chính là một trong những món ăn mà không chỉ trẻ nhỏ đâu, người lớn cũng thích. Và đây chính là cách mình có thể ăn chay được luôn ạ. Vừa có tinh bột vào cơ thể của mình, mà tinh bột này á, cái màu lại đẹp vì là từ rau củ tự nhiên, chứ không phải là từ các cái màu thực phẩm thông thường. Đó, chương trình vừa gợi ý cho tất cả các cô chú anh chị nhà mình. Nếu mua được cái combo 16 túi nui rau củ của nhà V-Joy cộng thêm 6 túi nui gạo lứt, mỗi một túi là bao nhiêu ạ? 227g. Chúng ta có thể thoải mái làm được rất là nhiều món ngon như thế này luôn. Thì chương trình vừa gợi ý cho các cô chú anh chị rồi, chính hãng V-Joy luôn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu với chứng nhận quốc tế HACCP FDA. Combo 16 túi nuôi rau củ cộng 6 túi nuôi gạo lứt chỉ 469.000 đồng sẽ được tặng ngay một túi bún gạo V-Joy. Mình vừa có nuôi, mình lại vừa có thêm cả bún gạo nữa. Đấy là một trong những cái giải pháp ăn uống phải nói là cực kỳ thích luôn. Thì á, lúc đầu mình đã hướng dẫn với nhau về cách chúng ta có thể làm nuôi khô như thế nào rồi đúng không ạ?
Còn tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ thấy là mình về mình có thể chế biến một nồi nước lèo thật là ngon này. Đó, rồi sau đấy mình cũng có thể hầm thêm ít xương này, mình làm thêm ít mọc này, thậm chí là thả thêm ít chả này. Rồi kể cả là chúng ta cho thịt, rau, bất kỳ cái gì mà chúng ta muốn, chúng ta đều có thể làm được cùng với cái phần nui này. Nui này về thì bởi vì nó là từng cái gói nhỏ một, cho nên mình bảo quản sẽ rất là dễ luôn ạ. Mình ăn đến đâu, mình mở ra tới đó, mình luộc lên, rồi mình chế biến theo nhu cầu khẩu vị ăn uống của mỗi người trong gia đình. Thực chất Hương thấy rằng nui á, thì các cô chú anh chị nhà mình phải nói là đã có quá nhiều những cái sáng tạo để có thể làm rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chương trình vẫn muốn làm sao đấy để cho những mẹ bỉm sữa này, thậm chí là những chị em phụ nữ trong gia đình mà chúng ta chưa có được một cái thực đơn phong phú khi mà mua nui về, thì đây mình đang gợi ý cho nhau nhé. Hôm nay mình có tận 16 túi cơ ạ. Combo này là combo 16 túi nui mà lại là nui rau củ. Trước đây chúng ta chỉ nhìn thấy nui truyền thống thông thường là một cái màu vàng và một cái hình hài duy nhất thôi ạ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy cái combo 16 túi nui rau củ cộng với cả 6 túi nui gạo lứt này, nó ở một cái thể nhỏ nhỏ xinh xinh. Khi mình ăn với nước lèo, các bạn nhỏ cũng rất là thích ăn những cái phần nui ống mà nó bé bé như thế này, tại vì nó rất là vừa với các con. Các con chỉ cần xúc một muỗng một thìa là có thể là ăn nhai thưởng thức rất là dễ rồi. Không quá dài, không quá nhỏ đó. Và chúng ta ăn phô cũng được, ăn nước cũng được, ăn chiên cũng được. Mà đặc biệt khi chiên thì nó không khác gì là các cái loại snack cực kỳ là ngon luôn. Bởi vậy ngày hôm nay á, các cô chú anh chị nào mà xem được khung giờ này cũng là một trong những cái khung giờ phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn. Có lẽ là hiếm hoi lắm mới xuất hiện được một bộ sản phẩm này. Tại vì VJoy cũng đã phối hợp cùng VTV Hyundai để cho ra một cái combo làm sao các cô chú anh chị nhà mình có thể là mua với mức giá mềm mại nhất có thể khi mà chúng ta muốn thưởng thức nui. Nui thì nó có nhiều loại, nhưng mà nui này là nui rau củ, cho nên nó hoàn toàn phù hợp cho những cô chú anh chị nào mà chúng ta ăn chay này, đó, chúng ta ăn thực dưỡng này. Mình sẽ thấy rằng là những cái món nui này mình rất dễ chế biến, kể cả ăn không, ăn với nước lèo rau củ cũng là một cách ăn rất ngon. Hoặc chúng ta ăn xào rau xào nấm, xào với đậu hũ cũng cực kỳ là ngon luôn. Nui lại có nhiều màu sắc. Đối với trẻ nhỏ mà nói nhá, thì nhiều màu sắc lại càng kích thích độ ăn uống của các con nhiều hơn. Đó, còn với các mẹ, các bà, những người lớn tuổi cần giảm cân chẳng hạn, hạn chế những cái tinh bột thì có luôn. Cả nui gạo lứt nó là tinh bột chậm, cho nên là mình hoàn toàn có thể kiểm soát được cái quá trình mà mình muốn giảm cân hoặc là hỗ trợ kiểm soát cân nặng trong gia đình mình nhá. Combo này phải nói là cực kỳ hoàn hảo để kể cả những người lớn tuổi cho tới những bạn nhỏ trong gia đình cũng hoàn toàn có thể là thưởng thức được. Đó, tùy theo cách chế biến và sự sáng tạo của các chị em phụ nữ, các bà, các mẹ. Tặng cho chúng ta thêm cả một cái túi bún nữa nha các cô chú nha. Đây là các cái giấy tờ chứng nhận kiểm nghiệm này, HACCP này, FDA. FDA là Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã kiểm định rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Ngày hôm nay combo của chúng ta là 16 túi nui rau củ của VJoy cộng 6 túi nui gạo lứt chỉ với là 469.000 đồng thôi. Tặng cho chúng ta một túi bún gạo ăn sạch, sống xanh cùng với VJoy 100% từ tự nhiên luôn. Combo 16 túi nui rau củ này cộng thêm 6 túi nui gạo lứt này đặc biệt sẽ hợp với cả gia đình có mẹ bầu này, có trẻ nhỏ này, người ăn kiêng này, giảm cân này, thậm chí là những người ăn chay thực dưỡng. Ăn sạch, sống xanh, chúng ta hoàn toàn có thể có được những cái giải pháp ăn uống cực kỳ lành mạnh với 6 túi nui gạo lứt huyết rồng, nhiều chất xơ và vitamin. Cái gạo lứt này này là bình thường mình mua gạo bình thường để ăn cơm, gạo lứt huyết rồng cũng rất là đắt đỏ luôn. Mà hôm nay trong combo này của chúng ta có luôn cả 6 túi nui gạo lứt huyết rồng, rất nhiều chất xơ, giàu vitamin. Và chúng ta biết rằng là ăn nui mà có nhiều màu sắc là nhờ vào đâu ạ? Nhờ vào các loại rau củ tự nhiên. Và ở trong này sẽ là gì ạ? Bó xôi này, hoa đậu biếc này, gấc này, lá cẩm này, quả dành dành này. Đấy là những cái nguyên liệu làm nên những cái màu sắc rất là bắt mắt. Vậy món ăn ngon sẽ là những món nào? Nui xào bò này, salad nui này, nui hầm xương này, nui chiên này, ăn chay hay ăn mặn đều được hết nha. Để sở hữu được combo 16 túi nui rau củ này cộng thêm 6 túi nui gạo lứt huyết rồng, tặng thêm một túi bún gạo của nhà VJoy nữa, thì các cô chú anh chị phải gọi điện thật nhanh. Tại vì đây là một cái giải pháp ăn uống không mới mẻ, nhưng rõ ràng về cái nguồn nguyên liệu thì nó vừa sạch, vừa mới, vừa hấp dẫn kể về màu sắc lẫn cái gọi là hình hài của những cái bé nui xinh xinh này. Ở đây thì Hương đang đun một nồi nước lèo rất là to luôn. Và để chúng ta biết rằng là khi mua nui về
có tận 16 túi mình cứ ăn mỗi ngày. Có thể là những bữa sáng nhà Hương hoàn toàn có thể như thế này nhá. Một nồi nước thôi. Nước ở đây thì có thể là chay, có thể là mặn, tùy vào nhu cầu sử dụng của nhà mình. Ví dụ như là chúng ta thấy là các bé đi, thì Hương sẽ chút ra một cái phần nui đã luộc rồi nhá. Bé bé xinh xinh như thế này thôi. Và chúng ta có thể là gì ạ? Múc cái nước lèo ra cho các con ăn vào buổi sáng, cực kỳ là ngon luôn. Đó, thêm một miếng cà rốt này. Đấy, chúng ta biết rằng là ăn nui á, rất là dễ ăn. Mà các con á, nhiều khi lười ăn cơm, nhưng mà hỏi ăn nui thì lại đồng ý ăn ngay. Đó, chúng ta biết đâu mà ăn như thế này á, các con lấy thìa, lấy muỗng, các con xúc ăn cực kỳ nhanh chóng luôn. Cực kỳ nhanh chóng luôn. Bữa sáng vừa ngon, vừa bổ, vừa đủ dinh dưỡng, mà các mẹ thì cũng không phải bận rộn gì nhiều. Đó, còn với người lớn, ví dụ như là mình muốn ăn nhiều cái topping hơn, nhưng mà thậm chí là chúng ta lại muốn dùng là tinh bột chậm, thì ở đây có gạo lứt, có 6 túi lận nhá. 16 túi thì là rau củ, nhưng mà chúng ta sẽ có tới 6 túi dạ gạo lứt huyết rồng. Đấy, mình ăn với tôm. À, và mình ăn thêm cái tinh bột chậm thì nó sẽ no lâu hơn này, nó có nhiều chất xơ hơn này. Dinh dưỡng từ gạo lứt thì chúng ta cũng biết rằng là nó rất là tốt cho những người mà cần kiểm soát cân nặng này, hỗ trợ giảm cân này. Đó, trời ơi, quá là ngon luôn rồi. Thì đây là hai món nước tiếp theo mà Linh Hương và chương trình gợi ý cho các cô chú anh chị nhà mình nha. Đấy, để thấy rằng là khi mà mua nuôi về, chúng ta hoàn toàn có thể làm món nước, chúng ta làm món xào, chúng ta làm chiên trực tiếp luôn. Thì tất cả những cái phần nuôi này hoàn toàn là từ gì ạ? Nguyên liệu thiên nhiên. Những cái màu này mình đừng lo nha. Màu là hoàn toàn từ rau củ, bó xôi này, lá cẩm này, gấc này, quả dành dành này. Đó, toàn là những cái nguồn nguyên liệu cực kỳ là an toàn luôn. VJoy đã đưa đến một cái combo phải nói là rất nhiều, nhiều hơn so với cả chúng ta mua ở bên ngoài. Nếu như bình thường các cô chú anh chị mua cái này ở bên ngoài á, thì chúng ta cũng biết là mấy chục nghìn một bịch nuôi, mà nhiều khi mình chỉ mua được một màu thôi. Và chúng ta cũng không thể nào có cái sự lựa chọn theo kiểu là chúng ta vừa mua một combo mà lại có cả rau củ lẫn luôn cả gì nữa. Là chúng ta sẽ có luôn được cả gạo lứt huyết rồng. Đấy, nuôi mà lại là gạo lứt huyết rồng nữa. Thì cực kỳ an toàn cho những anh chị nào đang muốn giảm cân, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, là chúng ta hoàn toàn có thể là ăn cái gạo lứt huyết rồng. Thì trong này mình đã có đến bao nhiêu ạ? Mình đã có tới là 6 túi rồi. 16 túi nuôi rau củ, có thêm cả 6 túi nuôi gạo lứt huyết rồng nữa, rồi tặng cho nhà mình luôn cả một cái túi bún gạo nữa. Trời ơi, phải nói là quá xuất sắc luôn. Thì bình thường á, Hương thấy các anh chị, các mẹ nhà mình á, rất là thích làm những cái món mà ví dụ như là giống như dạng mì Ý nhưng mà làm theo nuôi. Đó, thì mình cũng có thể là chế các cái loại nước sốt như vậy. Có nhiều bạn nhỏ lại không thích ăn cái sợi mì dài loằng ngoằng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chế nước sốt và chúng ta ăn với nui cũng rất là hợp lý luôn. Thực chất ở đây Hương cũng có rất nhiều những loại sốt khác nhau để chúng ta cũng có thể gợi ý cho nhau. Thì ví dụ mình thử một loại bây giờ ở đây nhá. Đây là một trong những cái loại sốt mà Hương thấy rằng là khi mà chúng ta làm ở nhà nó cũng rất là dễ làm. Rất là dễ làm luôn. Đây, mình phi hành thật là thơm lên. Đó, xong sau đấy mình sẽ cho cái phần thịt băm này vào. Các cô chú anh chị biết là ăn với những cái này thì các con ăn rất là thích luôn. Được chưa ạ? Mình cho vào xong mình cũng đảo lên cho nó thật là săn lại. Đó, thơm. Gia vị trong thịt thì mình đã ướp rồi ạ. Sau đấy thì chúng ta bắt đầu sẽ cho các cái loại sốt vào. Thì ở đây Hương dùng cà chua. Đấy, rất là nhiều cà chua luôn nha. Để chúng ta có thể cho cái phần sốt của mình nó đỏ đỏ lên. Đó, đây là một trong những món có thể gợi ý cho các mẹ làm cho các bé rất là ngon ạ. Người lớn ăn cũng ngon chứ đừng nói là chỉ có trẻ con nhà mình đâu. Đấy, đảo lên như thế này xong, thơm rồi, thịt chín đều lên rồi. Chúng ta sẽ cho một cái phần sốt vào. Cuối cùng mình chan lên phần nui đã luộc. Hôm nay combo của mình hơn 400.000 đồng mà chúng ta có tới 16 túi nuôi rau củ của nhà VJoy. Tặng thêm là gì nữa, một cái túi bún gạo cộng thêm luôn cả 6 túi gọi là nuôi gạo lứt huyết rồng. Gạo lứt huyết rồng bình thường mình mua cái bịch gạo huyết rồng á, chúng ta đã thấy nó rất là đắt đỏ rồi. Mà đây lại còn được ăn gì ạ? Nuôi đó, từ gạo lứt huyết rồng. Riêng 6 cái túi gạo lứt huyết rồng này, nó là một trong những cái giải pháp dành cho các anh chị nào mà đang trong cái quá trình là ăn kiêng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đó, thế là mình đã được một cái phần sốt Hương vừa mới gợi ý rồi nha. Mình nhìn lại combo này, combo của chúng ta là 16 túi lận nha. 16 túi nuôi rau củ. Đó, nhiều màu sắc lắm. Cộng thêm 6 túi nuôi gạo lứt huyết rồng. Đấy, 16 cộng 6 là bao nhiêu các cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ? Tặng tiếp cả một túi bún gạo nữa, mình ăn thử. Mình thấy ngon, sau này mình đặt mua riêng có hơn 400.000 đồng thôi. Một giải pháp ăn uống quá ngon, quá khỏe, quá tiện luôn. Rồi, thế là mình đã xong phần sốt. Hương sẽ bắt đầu lấy cái phần sốt này ra. Đây nhá, mình có thể chút một xíu ra cái phần đĩa mình đã để ở đây. Đều được nha các cô chú anh chị này.
Đấy, rất là ngon luôn đấy. Chỉ cần thế này thôi là chúng ta cũng đã có một cái món ăn cực kỳ là ngon dành cho các bé nhà mình rồi. Thì đấy là gợi ý của chương trình. Cho nên ngày hôm nay về á, mình đã mua được cả một cái combo nhiều như thế. Thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là làm được rất là nhiều món ngon. Ở đây cái phần sốt này Hương chế là mình có thể ăn được luôn cả 16 cái túi này luôn. Chứ đừng có nói là chỉ có 1-2 túi nhỏ nhỏ. Được chưa ạ? Combo này của chúng ta là combo rất nhiều nha. Kể cả về số lượng luôn. Thế nên là ngày hôm nay á, nếu mà cô chú anh chị nhà mình mà chúng ta muốn sở hữu một cái giải pháp ăn uống vừa ngon vừa tiện vừa bổ thì đây chính là một trong những cái cách để chúng ta có thể mua được nui thật là nhiều và sẽ mua được cả những cái giải pháp để chúng ta có thể thay đổi món ăn mỗi ngày nữa, vừa ngon vừa bổ vừa tiện luôn. Hôm nay là cơ hội hiếm hoi mà VJoy đã cung cấp cho tất cả nhà mình một trong những cái phần phải nói là ăn uống dinh dưỡng thực dưỡng rất là tốt luôn. Nếu các cô chú anh chị nhà mình mà chúng ta còn chưa có những cái giải pháp nào để thay thế những cái bữa ăn chính hàng ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua cái combo ngày hôm nay nhé. Một trong những cái thức ăn mà cả trẻ nhỏ lẫn người già đều rất là thích đó chính là nui. Đó, trước đây thì có thể là mì nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy là ăn nui sẽ tiện hơn rất là nhiều. Tiện hơn cả về cái cách là chúng ta chế biến, tiện hơn cả về cái cách là thưởng thức. Và đặc biệt là với những cái nui ngày hôm nay, hoàn toàn là những cái phần nui mà màu sắc thì phong phú này. Đó, mà cách chế biến thì lại dễ dàng này, số lượng mua thì lại nhiều này, ăn thì lại an toàn này, nhiều màu như vậy. Nhưng mà nhiều cô chú mới hỏi là nhiều như thế thì liệu chúng ta có thấy yên tâm về màu sắc không? Thì mình cứ yên tâm là bởi vì đây hoàn toàn từ những cái màu ở thiên nhiên luôn nhá. Ví dụ như là nghệ này, gấc này, hoa đậu biếc này, quả danh danh này đều là những cái nguyên liệu hoàn toàn an toàn, lành tính luôn. Mua nui này về, chúng ta có thể luộc lên, sau đấy mình xào, sau đấy mình ăn với nước lèo, sau đấy mình có thể là trộn, lắp phô mai, đó rất là nhiều những món ngon luôn. Rồi thậm chí là có nhiều mẹ sáng tạo, chúng ta có thể chiên luôn trực tiếp được, cực kỳ là ngon. Một bữa sáng, một bữa trưa, bữa xế, thậm chí là bữa khuya, nếu như để lựa chọn, có nhiều gia đình bây giờ vẫn thích ăn nui hơn là ăn cơm. Và đặc biệt nhà mà có những ai ăn chay ấy ạ thì mình chế biến những cái nồi nước lèo rau củ mình ăn với nui nó cũng sẽ hợp lý hơn là chúng ta ăn với những cái món khác. Và lựa chọn ngày hôm nay là một trong những lựa chọn mà Hương thấy là nếu mình mua lại còn cực kỳ là tiết kiệm nữa. Tiết kiệm ở đây là bởi vì thay vì chúng ta sang siêu thị chúng ta mua lấy một bịch nui thì cũng đã là mấy trăm ngàn đồng rồi, đúng không ạ? Mấy trăm ngàn đồng cho mấy chục bịch nui như thế này đi. Thế nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta muốn mua một bịch thì mấy trăm gram nó cũng là mấy chục ngàn rồi. Và hôm nay á thì chúng ta đang được mua là 16 cộng 16 là chúng ta sẽ có là 22 bịch nui, cộng thêm nữa là một cái túi bún gạo là chúng ta cũng đã lời hơn là mình tự đi mua một bịch mấy trăm gram, mấy chục nghìn ở bên ngoài mà nhiều khi chỉ được một màu, không phải là nui rau củ, cũng không có nui gạo lứt huyết rồng đó. Mà nếu có, nó cũng sẽ là những cái hình hài khác chứ nó không phải là cái hình nui ống truyền thống nhỏ nhỏ xinh xinh giống như thế này. Và đây là cách để chúng ta có thể kích thích khẩu vị ăn uống của tất cả những người thân trong gia đình. Ví dụ, trẻ nhỏ nhiều khi lười ăn cơm, các mẹ có thể thay thế bằng nui cho các con. Quan trọng là gì ạ? Là cái phần nước lèo chúng ta có thể ninh xương, thật là chất vào. Đó, rồi sau đấy mình chan lên cho các con ăn nui không? Với cả nước xương đó cũng đã là rất tốt rồi ạ. Và nhiều khi á, các con nhìn thấy nui nhiều màu sắc như thế này, các con cũng sẽ ăn được nhiều hơn là mình bắt các con ăn cơm, đúng không ạ? Chương trình thì đã trôi qua một khối lượng thời gian lớn rồi đấy ạ. Số đơn đặt hàng cũng đã rất nhiều rồi. Và để hỏi là VJoy còn quay lại lần nào tại VTV Online nữa không? Thì Linh Hương không chắc được ạ. Bởi vì trong trường hợp quay lại thì nó sẽ không có cái giá cho dùng thử lần đầu tiên như thế này đâu. Combo ngày hôm nay chúng ta đang được mua là 16 túi nuôi rau củ cộng 6 túi nuôi gạo lứt huyết rồng tặng cho cả nhà mình là một túi bún gạo nữa. Thì combo này là combo đang là ra mắt giới thiệu cho nên mới có cái giá thành là chỉ hơn 400.000 đồng. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta muốn mua vào những lần tiếp theo thì Hương sợ là giá sẽ phải quay về mức giá gốc mà nhà VJoy đang bán và cung cấp ở khắp nơi luôn. Hiện tại thì đây là một cái ưu đãi rất là đặc biệt tại VTV Hyundai. Nên nếu các cô chú anh chị nhìn thấy thì mình có thể mua thử nhé. Mua thử về dùng, thấy ngon, thấy hợp lý, thấy tiện lợi thì sau đấy chúng ta có thể mua thêm. Nhưng VJoy còn quay trở lại với số lượng sản phẩm lớn như thế này và mức giá sinh yêu như thế này nữa không thì Linh Hương không dám chắc ạ. Nui này về á, mình chế biến thoải mái rất nhiều cách, xào, nấu, chiên đều được luôn. Thậm chí nhá,
Có những lúc Hương còn luộc cái nui này lên xong rồi mình làm salad ăn cũng rất là ngon. Các chị các mẹ là rất là thích món này. Các con thì lại rất là thích ăn nui với sốt. Bởi vì nhiều khi ăn mì á thì không ăn được nhiều, nhưng ăn nui theo kiểu này cứ một muỗng xinh xinh bỏ vào miệng là các con ăn rất nhanh luôn, nhai cũng rất là nhanh luôn. Và mình lại còn đổi kể cả khẩu vị về màu sắc này, về cách thức ăn cho các con này. Các mẹ nào siêng hơn một tí xíu thịt chiên giống như chương trình đang làm nhá. Mình để một cái chảo dầu sôi ra lên, xong sau đấy là chúng ta sẽ thả nui và không cần luộc qua đâu ạ. Mình thả nui trực tiếp luôn, mình chiên lên nó sẽ phồng lên như bánh phồng ấy. Sau đấy thì nhân lúc nó đang còn thấm thấm dầu một tí xíu, chúng ta lắc một ít phô mai hoặc thậm chí có thể xóc một ít muối cũng được. Các con sẽ ăn như là ăn các dạng snack bim bim vậy đó. Các bạn nhỏ thì rất thích ăn cái này, thậm chí nha, người lớn, nhiều chú, nhiều anh cũng rất là thích nhấm nhát cái này. Xong rồi nhâm nhi một chút, ngồi có đồ uống một tí xíu nữa thôi là cực kỳ vui luôn. Thì bữa tiệc sinh nhật của các con thay vì bây giờ chúng ta sẽ phải đặt ở bên ngoài rất là nhiều những suất mì, thì các mẹ có thể mua cái này về làm nuôi cho các con đãi tiệc sinh nhật của các con tại nhà, tự tay mẹ nấu luôn. Chính hãng VJoy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu với chứng nhận quốc tế HACCP là FDA. Combo 16 túi nuôi rau củ cộng với 6 túi nuôi gạo lứt chỉ có 469.000 đồng thôi ạ. Đây, toàn bộ combo mình sẽ nhận được được bày đây ở trên cái bàn này luôn đấy các cô chú anh chị nha. Mình sẽ có là 16 túi nuôi rau củ, trông thế này mà rất là nhiều nha, tại vì một cái túi này đã là 227 gram. Các cô chú cứ tự ước lượng gấp đôi nó lên, khi mà mình luộc chín nó còn nở lên nữa. Vậy là khi nở lên là mình có tới nửa ký nui trong một bịch này rồi. Vậy 16 cái bịch này là chúng ta có bao nhiêu nui và ăn được trong bao nhiêu lâu? Lại còn là nui rau củ nữa, màu sắc rất là bắt mắt, trẻ con cực kỳ thích. Các mẹ cứ thử đi ạ, các bà cứ thử đi mua cái này về á, là đảm bảo các bé sẽ ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt này, trong combo này có 6 cái túi này. Đây chính là gì ạ? Nui gạo lứt mà là không phải gạo lứt thường nha, gạo lứt huyết rồng. Rất nhiều chất xơ, nhiều vitamin, hỗ trợ rất tốt cho những ai đang cần kiểm soát cân nặng. Ai đang cần ăn kiêng thì 6 bịch này cực kỳ hợp lý. Còn nguyên combo này, ăn chay dùng được, ăn kiêng dùng được, ăn thực dưỡng cũng được luôn. Trẻ nhỏ dùng được, người lớn tuổi cũng dùng được. Ăn khô được, ăn nước được, ăn xào được, ăn chiên được luôn. Quá phong phú cho một lần mua. Chế biến được biết bao nhiêu là món ngon. Thường ạ, chúng ta có thấy nuôi ở siêu thị không? Rất nhiều luôn ạ, kể cả ở chợ cũng có. Nhưng có phải là nuôi rau củ không? Có chính hãng không? Có giấy tờ đầy đủ không? Ăn vào có an toàn không? Và một lần mua mình có bao giờ dám mua nhiều như thế này không ạ? Chắc chắn là không rồi, tại vì giá thành nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái combo này đang được bán tại VTV Hyundai. Vừa là hàng chính hãng này, đó, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm này, màu hoàn toàn là từ nguồn gốc thiên nhiên luôn này. Đó, cho nên là nếu như bây giờ ai còn chưa gọi điện kịp, gọi thật nhanh để sở hữu một giải pháp ăn uống vừa nhanh vừa an toàn nha. Còn bây giờ thì Linh Hương phải nói lời chào tạm biệt rồi ạ. Hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo tại VTV Hyundai.